À, vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là ba bộ mini với ba bộ dàn size chung nhé. Bộ bàn dàn chung của Sony để phục vụ các bác là ai cần những cái bộ dàn nó to to để mình nghe nhạc ở phòng lớn hơn, diện tích lớn hơn, là một cái thứ hai là bày cho nó hoành tráng thì là mình lấy những cái bộ dàn size chung này nhá. Còn bác nào mà nghe phòng ngủ nhỏ thì lấy những bộ dàn mini thế này để nghe nhạc rất là hay. Đấy. Thì hôm nay em cũng không có gì phải nói nhiều nhá, em vào thẳng vấn đề luôn. Đây em sẽ báo giá và quay chi tiết cho các bác là góc cạnh các thứ. Đấy. Và những cái bộ này thì em bán là em cũng xin nói luôn là bây giờ chủ yếu là mọi người là chơi nhạc từ điện thoại máy tính ra và từ TV smart ra. Còn cái CD và MD bây giờ là mọi người khá là ít người chơi rồi. Đấy, nhiều anh ở dưới tỉnh thậm chí còn không có chỗ để mua đĩa luôn. Đấy là những các cái đĩa này thì bây giờ là thôi em bán là không bao chạy đĩa nhá. Thế thì cho nó giá nó rẻ rẻ đi cho các anh chúng ta chơi cho nó được 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 gọi mình gọi là mình mua được cái giá nó rẻ hơn. Đấy, chơi nhạc vẫn hay mà lại được giá rẻ nhá. Còn đâu là về cái phần CD là các bác về các bác tự test nhá. Đấy. Tự test nhá. Bọn này thì sẽ có những con mắt nó còn tốt thì nó vẫn chạy đĩa, có những con mắt không tốt không chạy đĩa chuyện bình thường nhá. Thế thôi được, cái đấy về mọi người tự test nhé. Còn bác nào cần test đĩa thì báo cho em. Bộ nào cần test đĩa thì báo cho em sẽ test đĩa thêm cho các bác nhé. Nhưng em cũng nói luôn đấy, em test thêm thôi, còn em không bảo hành mất đĩa nhé. Em nói rõ luôn nhé, nó chạy thì là tốt, không chạy thì thôi nhé. Còn kể cả có nó có chạy về nó non đùng nó chết em cũng không chịu nhiệm đấy. Em muốn nói luôn bởi vì các cái hàng bãi hàng cũ này, các cái mắt đĩa này của nó là sử dụng một thời gian nó đã có một sự khấu hao rồi. Sau này ví dụ như nó về mình dùng các cái đĩa nó tốt thì không sao, nó còn dùng được lâu. Nhưng mà ví dụ dùng các cái đĩa nó kém quá thì nó sẽ rất là nhanh hỏng nhá. Thì đấy là do mỗi người dùng nữa. Nên các bác cũng phải lưu ý cho em cái đấy. Đấy. Đầu tiên ở đây là một cái bộ dàn của Panasonic, dàn mini trước nhá. Panasonic này. Đấy. Con này là một trong những bộ dàn huyền thoại của Panasonic luôn. Này. Mã BMX70 nhá. Đấy. Hàng đẹp nhá. Hàng của con này về là còn đẹp. Nó ba đường tiếng, ở đây nó hơi có bị một tí chày này, chi này. Chày si nhá. Đấy. Đây, loa ba đường tiếng, một bát màng giấy gân cao su, một chép titan, một trung đom nhá. Đây căng loa đây. Đầy đủ hết nhá. Cục máy đây. Đấy, dòng BMX70 này thì là nó sẽ sử dụng để kết nối với máy tính điện thoại được này, kết nối với USB được này. Đấy. Có hai CD để dùng CD này, có chỉ bắt tép ngay trên mặt máy luôn này, nút vặn rất là tiện lợi nhé. BMX70 có cả Bluetooth để kết nối Bluetooth nữa, công nghệ Bluetooth một chạm nhé, Bluetooth 5.0 này. Nên là một số các đời máy mà đời Bluetooth mà 2.0 các thứ là sẽ không dùng được nhé. Đấy, các bác lưu ý cho em. Đấy, đời này là sản xuất 2015 này. Đấy. Để nói đúng hơn thì là con này thì nó hơi kén dòng máy kết nối Bluetooth một tí. BMX70 nhá. Đấy, hàng đẹp chưa? Hàng rất đẹp nhá. Đấy. Đây, loa đây, loa bên tay trái còn lại đây. Đẹp chưa? Đấy nhá, hàng đẹp luôn. Đẹp long lanh luôn, được chưa? Đấy nhá, bộ này thì đấy nhá là tình trạng như em đã nói nhá. Thì là chủ yếu sẽ bán bao chạy công suất để về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc, và cắm con này có USB thì mình có thể cắm thêm USB nghe nhạc nhé. Đấy, thì con BMX70 này thì bình thường là giá của nó khoảng tầm 5.2 triệu, đấy 5.2 triệu nhé. Thôi em bán xả luôn nhé, bán xả luôn là 4.2 triệu. Các bác nào mua hệ cho bên em nhé, 4.200.000 bộ này. Đấy, chủ yếu bao chạy cắm điện thoại máy tính nhé. Còn đây là cái Bluetooth này này, công nghệ một chạm này, nó hơi kén Bluetooth một tí, tùy từng máy nó sẽ có những máy nó vẫn nhận Bluetooth bình thường nhưng nó không có tiếng nhé. Có những máy thì là sẽ phát tiếng bình thường. Đấy, phát nhạc được bình thường qua Bluetooth với những cái dòng máy công nghệ 5.0 và có công nghệ NFC một chạm nhé, thì là nó sẽ kết nối ok. Đấy. Đấy thì con này em bán là đấy thôi, bán 4.2 triệu nhé, 4.2 triệu. Bác nào mua đây cho bên em. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy, tiếp theo ở đây là một cái bộ dàn nữa của Onkyo này, dòng này dòng Onkyo N7X. Đấy. Hàng full bộ nhá, full bộ. Hàng về loa đẹp, cục đẹp. Và tất nhiên đây là hàng bãi nhá, thì là có thể là trên mặt máy này, trên nắp máy các thứ nó sẽ hơi có xước xát thì các bác có thể thấy nhá, có, nó không tránh được. Đấy. Nhưng mà các bác nhìn đây, hàng đẹp nhá. Ê căng đây. Đây. À, góc cạnh của loa đây nhá.
vậy nó đây. Tất cả những bộ này em đã kiếm điện em đã test thử rồi, như là các cái chức năng là kết nối điện thoại máy tính và con nào có kết nối đường quang thì nó sẽ có thêm kết nối đường quang nhé, thì nó đều vẫn đang dùng bình thường. Và các cái con này em xin báo lại một lần nữa này, là các cái này là em bán chủ yếu bao chạy công suất về cả máy tính điện thoại nghe nhạc, còn cái phần là CD và MD các bác về tự test nhé, đấy như là đầu video em có nói rồi đấy, đấy không có giấu giếm cái gì cả. Onkyo N7X này hàng đẹp luôn nhé, đấy hàng đẹp luôn, N7X loa N7X luôn, đấy, đồng bộ của nó luôn, đồng bộ của nó luôn nhé, này. Đấy. Các bác thấy chưa? Loa N7X đây, đúng N7X chưa? Đấy nhá, đồng bộ nha, loa công nghệ màng carbon trắng, gần cao, gần xếp nhá, gần xếp. Đấy, gần xếp nhá. Đấy thì N7X. Đấy, như hình nhá. Thì con này thì là nó sẽ có kết nối đường quang và kết nối điện thoại nha, đây. Kết nối quang đây. Kết nối điện thoại đây. Đấy nhá. Thì giá bán của bộ này nhá, giá bán của bộ này là 2 triệu 700 nhá, 2 triệu 700 nhá. 2 triệu 700 nhá, và cái riêng với bộ này nhá. Thì là chúng ta sẽ được tặng thêm một cái đổi nguồn để về chúng ta sử dụng nhá. 2 triệu 700 nghìn. 2 triệu 700. 2 triệu 700. 2 triệu 700 nghìn nhá. 2 triệu 700 nghìn đồng nhá, bác nào mua hệ cho bên em nhá. Đấy. Tiếp này ở bên này là một bộ Kenwood K531 nhá. K531 này dòng đời rất là cao. Đấy. Máy màu đen đẹp long lanh luôn. Đấy. Loa màu đen, màng trắng, kiểu sợi dệt gân cao su nhé. Màng giấy, sợi dệt nhé, gân cao su. Đấy, các bác thấy không? Góc cạnh đẹp nhé, K531. Dòng này đời rất là cao, dòng này đời rất là cao và có cả kết nối Bluetooth đầy đủ luôn. Con này thì nó sẽ kết nối được tất cả các loại Bluetooth không bị kén nhé. Con này không kén Bluetooth. Đấy. Không kén Bluetooth luôn nhé. Đấy. Em càng đẹp, được chưa? Càng đẹp nhá. Đấy, con này thì đây. Các bác có thể có Bluetooth này. Trên này có USB để kết nối USB này. Cái này là kết nối iPad, iPod này nhá. iPod thì đúng hơn, iPod. iPod nhá, kết nối iPod. iPad thì không đúng. Này, được chưa? Đấy. Máy đẹp luôn, máy đẹp, cục đẹp. Loa đẹp nhá. Kenwood K531. Được chưa? Con này có kết nối đầy đủ dây điện thoại này, dây đường quang này, đường quang là cái đường màu đen này nhé, đường trắng là đường ao nhé, này màu đen này là đường quang này, đấy, đường aux in này kết nối đường đường aux này, có đường ao ở đây để kết nối thêm với cả số cấp ly để làm giải mã quang AV được luôn, đấy nhá, tuyệt vời chưa, đầy đủ luôn con này, cả cổng quang cả điện thoại rồi là các kiểu đầy đủ hết nhá, cổng quang điện thoại các thứ là đủ hết luôn. Tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Đây còn loa bên còn lại đây. Đấy. Được chưa? Hàng đẹp luôn. Hàng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Rất đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mini nhá. K531 có đầy đủ kết nối Bluetooth, điện thoại, USB. Đấy, có tất nhiên là cái CD em đã nói rồi, cái CD về mọi người tự test nhé. Đấy, K531 này thì giá của nó là 4.900.000 nhà, 4.900.000. 4.900.000 này là thôi em tặng kèm các bác ở đây là full một combo của nó, gồm có một đổi nguồn. Vâng. Một dây quang kết nối TV Smart nhá. Một dây quang kết nối TV Smart. Đấy. Nhá. Còn dây loa chắc chắn được đi kèm rồi nhá. Dây loa được đi kèm rồi, đây dây loa đi kèm kia nhá, ở trong kia dây đỏ xanh kia nhá. 4.900.000 là được tặng kèm một đổi nguồn, một dây quang nhá, một dây quang và bộ dây loa đi kèm. Đấy. Thôi tặng thêm cho các bác cả dây điện thoại luôn nhá. Đấy, combo 4.900.000 nhá, 4.900.000 là cả một combo như thế luôn. Bình thường 4.900.000 này là sẽ không có như thế nhá. Bình thường những bộ này cũng chả có giá 4.900.000 đâu. Những bộ này bình thường giá của nó toàn 5.500.000, 5.600.000 một bộ đẹp nhé. Một bộ đẹp, nhưng mà đây thôi em bán. Thứ nhất là giảm giá, thứ hai là tặng kèm luôn đồ nhé.
cái bác nào mua hệ cho bên em nhá. Đấy, những bộ này bác nào cần thì là bác nào mua thì em sẽ còn test, em sẽ test bàn giao nữa nhá, em sẽ còn test bàn giao cho các bác là hàng nó lên công suất đầy đủ, kết nối được điện thoại máy tính nhá. Đấy, ok chưa? Và cái này có cả thêm chức năng Bluetooth thì em sẽ hướng dẫn cách kết nối Bluetooth luôn nhá. À, tiếp ở đây là một con Sony MD3.7 này, như các bác thấy là hàng vẫn đầy điện bình thường này. Đấy nhá, em cắm điện đây cho các bác xem luôn. Đấy. Thì MD3.7 này nhá, hàng về đẹp. Hàng về đẹp. Hàng về đẹp, các bác thấy là đây không? Hàng về đẹp nhá. Đẹp long lanh luôn. Đây cục đây. Sơn máy các thứ đây, đẹp chưa? Đấy, nắp liếc này. Đấy nhá. Bên này là loa. Đây, bên này là cục còn lại, bên sườn cục này, loa đây nhá, các tuyến loa đẹp, xuất sắc luôn, có thấy không ạ? Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy. Còn ở clip này thì em xin phép em không test tiếng nhá, em xin phép là em sẽ các bác nào lấy cái bộ nào thì em sẽ test tiếng ở một cái clip khác riêng, hoặc là bác nào thích nghe tiếng em test sau nhá. Bởi ở đây clip này thì em quay theo đô thì nếu như mà thử từng bộ thì thời gian nó rất là nhiều, mà em thì cũng sắp phải chạy đi có việc rồi đấy, nên là xin phép các bác là ở clip sau nhá. Đấy, MD3.7 giá vâng 5.800.000 nhá, 5.800.000 đồng. Bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá, 5.800.000 đồng bộ MD3.7 này. Tiếp ở đây là một bộ Sony MD919 nhá. Đấy, bộ này thì vẫn cũng các thớt vẫn lên điện bình thường hết nhá. Đầy đủ các thớt hoạt động bình thường. Các thớt vẫn lên điện bình thường nhá. Đấy, vẫn lên điện đầy đủ. Đây. Rồi, các con nhìn thấy không? Tuner này. Upli này, MD và CD vẫn lên điện bình thường này. Đây, loa thì là đẹp nhá, loa đẹp nhá, loa đẹp, thấy chưa? Đấy. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhá, thì là có thể là nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu, được không tránh được đâu. À đây, mặt mũi của loa của Upli đây, của các cái thớt đây. Loa này, loa đẹp. Ở đây nhá, em quay tiếp, em vừa có cái cuộc gọi một chút. Đây, đây. Đấy, nói chung là hàng bãi thì là đây, con này rất là đẹp rồi. Nhưng mà ở đây nó đây, nói chung là vẫn có một vài vết xước sát thì không tránh được nhá. Đây, đấy, cũng chào có gì em phải giấu cả đấy. Nhà loa căng sắt, loa căng sắt hệ thống loa 5 đường tiếng. Úi xồi, tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn này, 5 đường tiếng khủng bố luôn nhá. Hệ thống loa 5 đường tiếng nha. Đấy. Con này tuyệt vời luôn đây. 1 2 3 4 và 5 loa đúng chưa? 5 loa 5 đường tiếng nha, hệ thống. Hệ thống 5 3 way 5 speaker nha. 2 chép là 2 chung này. 2 1 chung này, 2 4 đường tiếng đúng hơn. 5 loa 4 đường tiếng. 2 tép, 1 chung với 1 siêu tép và 1 bass nha. Đấy. 919 đấy. Nhìn chung hàng đẹp nhá. Hàng đẹp, em quay rất là tỉ mỉ cho các bác là các cái góc cạnh của loa rồi. Rồi là mặt mũi của dàn này nhá. Đấy thì bộ 919 này nhá, bộ 919 này nhá thì là giá của bộ này là 10 triệu 500 nhá, 10 triệu 500. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em nhá. Đấy. Tiếp ở dưới này là một bộ 717 nhá, 717. 717 của Sony. Đấy, các bác có thể thấy. Hàng cũng đẹp luôn. Góc cạnh loa 3 đường tiếng, 1 chung giấy, 1 chép titan và 1 không biết chép titan hay chép giấy nhỉ, à 1 chép chép dom titan đấy, và 1 loa bát bằng giấy trắng gân cao su nhé. 717 hàng đẹp nhé. Này các bác xem ở trên đây luôn cho em này. Này, em quay rất là chi tiết cụ thể luôn nhá. 717 đây. Các thớt đây nhá. Đấy. Sườn bên này nhá. Đấy. Đấy chưa, sườn bên này. Đó. Ui da, khá là nặng.
bốn cái thớt này của nó nặng phết đấy. Đây và loa trong này hơi góc thì các bác thông cảm. Để xem của em đẹp nhé, đẹp. Ok chưa, 717 nhá, Sony 717 OCK này. Đấy, các thớt lên điện bình thường nhá. Đấy, em cắm điện cho các bác xem. Các bác thấy đèn đóm lên đầy đủ không ạ? Đây nhá, nhìn từ xa thì mới thấy được. Đấy, MD này các bác nhìn thấy không? MD đèn đèn nhá, đầy đủ hết nhá. CD này, Ampli này và cái tuner này, đây này đầy đủ nhá. Con này cũng thế này. Đấy. Ok chưa? À, con MD 307 nó có một cái rất là hay nha, nó có thể là làm sảy mạ quang ra V trực tiếp ở trên cái con MD này luôn, không cần mồi nhá. Cái thớt MD ở dưới này các bác sẽ có thêm một cái cổng gọi là cổng kết nối CSBS. Đấy, các bác cắm dây quang vào đây. Các bác cắm dây quang vào cái đường CSBS này. Out tín hiệu từ cái đường số đường số 3 La Mã nhá. Đường của ký hiệu là 3 La Mã này. Out tín hiệu từ đây nên đưa lên 5 đi. Đấy là vào cái đường này. Đây nó sẽ giải mã quang ra về được cho các bác. Đấy, rất là hay. Thì cái đấy thì có cái dịp mà em quay riêng con MD 307 thì em sẽ hướng dẫn các bác sau nhá. Đấy, nhưng mà nhìn chung là nó sẽ là như thế. Đấy. Ok. Bộ này mới MD có gì nhỉ? BMX 70, Panasonic 4.2, NBX hàng đẹp 2.7, tặng kèm đổi nguồn. Đấy. K531 4.9 được tặng kèm một đổi nguồn, một dây điện thoại, một dây quang nhá. MD 307 5.8, MD 919 10.500. Con này nữa, MD 717 nhá, MD 717. MD 717 6.090.000 nhá, 6.090.000. Bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá. Vâng đấy. Đấy là những cái bộ hôm nay em đưa lên cho các bác. Bác nào đang cần bộ nào thì liên hệ sớm cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 số em nhá. Ok nhá. Đấy. Thì đứng cao cao lên tí để làm một cái bức ảnh toàn cảnh với con này. Để mấy cái con này một tí. Đấy nhá. Sony MD. Đấy. Ok. Đã chụp được một bức ảnh để làm đại diện. Đấy thì là bộ dàn, các bộ dàn này em đã báo giá cho các bác rồi. Các bác nào thích bộ nào thì liên hệ cho bên em. Đấy. Và các bác yên tâm rằng là sau khi mà các bác lấy hàng nha, các bác đặt cọc lấy hàng xong nhé, bên em sẽ còn có những các cái clip em bàn giao là cái con này là công suất vẫn sống đầy đủ. Đấy, để cho các bác yên tâm luôn nhé. Tất cả đều sẽ được test bàn giao trước khi chuyển đi. Thì ví dụ như là bác này ở Hà Tĩnh đấy, thì là em sẽ bảo là đây là anh khách ở Hà Tĩnh, số đuôi điện thoại, em sẽ không đọc hết tất cả số điện thoại, em đọc số đuôi điện thoại thôi, điện thoại số đuôi bao nhiêu đấy, ở Hà Tĩnh đấy, ra lấy bộ này đấy. Thì test bàn giao đến đấy thì chỉ cần đọc số điện thoại và địa chỉ của các bác, đúng không, đuôi điện thoại và địa chỉ là các bác sẽ biết là đấy là hàng của mình rồi. Test bàn giao lên xong thì là chuyển đi nhá. Đấy, thì là để bàn giao trước khi ấy, để tránh trường hợp nhiều khi về các bác có khi lại nằm oạch phát điện 220 xong các bác bảo em ơi em bán cho anh con hàng chết đấy nhá, thì em sẽ có một clip em bàn giao trước khi chuyển đi rằng là con này là và em vẫn sống đầy đủ công suất nên ok thì em mới chuyển đi nhá. Đấy, còn cái việc mà về nhà các bác chẳng may cắm nhầm điện thì các bác cũng phải nói luôn là em ơi anh chẳng may cắm nhầm điện, đừng đổ tại cửa hàng là em ơi em bán cho anh cái đồ chết nọ kia nhé, rất là khó xử đấy. Thì các bác cứ nói thẳng như thế luôn thì là gửi đến đây thì nhà em sẽ kiểm tra khắc phục cho các bác đấy. Thường thì những bọn này thì thường là cắm cái như những phát như thế là thường là đổ cầu chì thôi, thì thay cầu chì là được. Đấy, còn ví dụ nó thì là những cái đấy bên em sẽ hỗ trợ cho các bác free được, nhưng ví dụ nhưng mà nó liên quan đến việc cháy nguồn cháy nước gì đấy nhá, mà em mang ra các cái bên thợ người ta kiểm tra là em ơi cái này bị cắm nhầm điện cháy nguồn rồi thì cái chi phí đó các bác sẽ phải bỏ. Đấy, và em sẽ hỗ trợ cho các bác là đưa ra các anh thợ để các anh ấy kiểm tra đấy, và các anh ấy thay thế các cái nguồn nước cho các bác đấy để cho nó chạy trở lại bình thường
em sẽ gửi về. Còn tiền nong bao nhiêu hết bao nhiêu các bác sẽ phải chi trả cái khoản đó, vì đấy là do lỗi của mình chứ không thể nào đổ tại cửa hàng được, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy thì đây là bộ 1 2 3 3 bộ xoong đi với 3 bộ pin đi em gửi cho các bác ngày hôm nay nhá. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhá. Em xin chào các bác ạ. Số điện thoại liên hệ là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 nhá. Vâng.